Chào các bạn, trong video này AF Channel sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách sử dụng ứng dụng PhoneSafe. Và tính năng tiếp theo mình muốn hướng dẫn đó là tính năng đồng bộ danh bạ. Các bạn chọn vào góc dưới bên phải của chữ đồng bộ danh bạ hình quyển sách đấy ạ. Khi mở ra thì bây giờ là ứng dụng đã đọc xong về danh bạ trên thiết bị. Và các bạn muốn đồng bộ, trước tiên là các bạn kích vào mục tải lên, hay còn gọi là backup ạ. Đồng bộ thành công, đóng ạ. Và khi các bạn đổi thiết bị chẳng hạn, chuyển sang máy khác dùng, các bạn truyền tải ứng dụng PhoneSafe về, đăng nhập tài khoản, sau đó vào một